giới thiệu với các bạn là cái máy số tự động xe ga 200 phân khối có số tiến lùi các bạn nhé. Máy này là máy 200 dung tích 200 hộp số tự động. Hộp số tự động dạng như xe ga Ablet kiểu như vậy. Thì đây là cái bộ số tiến lùi của nó đây. Đây, trước này, số mo này và số lùi này. Đấy, cách sang số ấy thì chỉ cần như này thôi. Đấy, đây là số mo này, đây là số lùi này. Rất là dễ sang số. Thì các bạn dùng để làm xe gì thì rất là tiện lợi. Ô tô hay là hai bánh. Con này thì có trọng lượng là 31 kg nhé. Trọng lượng tịnh của cái cùng máy này là 31 cân. Ngoài ra thì còn có tất cả các phụ kiện như bô xe, bộ dây điện, mô bin IC dơ le và lọc chế hòa khí, các thứ này đều có đầy đủ. Làm mát bằng không khí nhé. Có khởi động phụ đây. Có củ đề đây. Đề khởi động lò đây. Đấy. Thì các bạn có thể tham khảo thêm một cái dòng máy này. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.